Hai, và có mặt trên channel Start kia được không? Ok. Red squats. Okay. Ok, và bây giờ thì sẽ là tự nguyện thứ hai. Let's go.
Okay, rushing. Bye, rushing. Và tự nhiên tiếp theo ở first S let's go.
We'll be rushing, okay? Okay, let's go. Let's go. Oh my God. Let's go. Let's go! Oh my God, wow. Quả đen vàng vừa rồi mình không kịp dừng lại. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Right, cheese.
Sắp đến điểm đích rồi, ok. Oh my god, ok. Rồi. Và tiếp tục tự game tiếp theo. Serra, Russian Chew. Wow, bị lạ à?
You're racing through the heart of Reaper territory, but it's the fastest way to the bounty. Good luck. Let's go. Oh my god, wow. Oh my god. Trò game này cũng khá là hay và khá là buồn cười. Oh my god. Wow, hy sinh rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Ok, và tựa game thứ 11, let's go! Hero. Không biết có phải Hero không? Mình chỉ là bay lên.
Từ mình sẽ phải tắt wifi. Sau đó thì sẽ vào. Ok, vào tựa game cuối cùng, Wish Simulator. Let's get started. Drive safe. Let's go. Ở đây khi các bạn đặt chế độ tự động ga này thì các bạn chỉ cần giữ ở trong phanh thôi. Nếu các bạn phanh thì chế độ ga này sẽ tự tắt. Không cần tắt này, cần phanh thôi và nó lại đi tiếp, vượt luôn. Wow, let's go. Như thế rồi các bạn có thể dừng lại. Mình sẽ dừng lại ở đây. Ở đây thì nó không có điểm dừng, nhưng các bạn có thể dừng nghỉ ngơi cho những thành khách nghỉ ngơi cũng được. Sau đó thì các bạn sẽ tìm một nơi để cho thành khách ngủ, hoặc là tìm một nơi cho thành khách ăn. Ok rồi, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.